Sau trận đấu với Trung Quốc, toàn đội đã tổ chức cuộc họp để chấn chỉnh tinh thần. Vào buổi sáng hôm sau, chúng tôi xem lại băng hình trận đấu để rút ra những bài học quý báu. Mỗi cầu thủ trong đội học được nhiều điều từ trận đấu, cả về khả năng cá nhân lẫn sự làm việc nhóm. Hùng Dũng, đội trưởng của đội tuyển Việt Nam, khẳng định rằng có nhiều bài học cần học sau trận đấu với Trung Quốc. Việt Nam đã xem xét kỹ càng việc kiểm soát bóng, duy trì thể lực và tăng cường khả năng kết hợp trong tình huống trận đấu. Hùng Dũng hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ tiến bộ hơn ở những khía cạnh này trong tương lai. Trận đấu với Trung Quốc không kết thúc như cả đội mong đợi, nhưng đã đem lại những bài học bổ ích cho đội tuyển. Đây là một trận giao hữu với một đối thủ mạnh, và chỉ khi đối đầu với những đội mạnh, các sai lầm mới được phát hiện và rút kinh nghiệm. Điều này cũng giúp đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tốt cho các trận đấu chính thức, và hy vọng không mắc phải những sai lầm tương tự trong tương lai. Những sai lầm đã xảy ra trong các trận giao hữu với Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc sẽ là bài học quý báu, giúp đội tuyển Việt Nam hoàn thiện lối chơi và tăng thêm sự tự tin cho những thử thách sắp tới. Hùng Dũng đặc biệt mong đợi cuộc đọ sức với Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10, một cơ hội hiếm có để đội tuyển Việt Nam đối đầu với một đội bóng đẳng cấp cao hơn.